Ok, chào các bác đã quay lại với Sinh Audio. Hôm nay em lại về được một con BT7 nữa. BT7. Con này chạy mạch Class TD nha các bác nhé. Chạy mạch Class TD này. Cái đặc điểm chung của nó Class TD nó có hai quận quận cảm ở đây rất to. Nó biểu thể hiện là đó là mạch Class TD. Còn đây là quận cảm của mạch không tính. Còn đặc trưng của riêng của nó là mạch Class TD có hai quận này. Con này nó chạy sò Saken 2V. Có công suất nó là 700W một kênh, thúc bằng IRF đấy nhé. Các bạn nhìn IRF này, con này thúc bằng IRF. Nó chạy 4 con sò Saken 2V một kênh. Các bạn biết mạch Class TD nó thường nó chạy rất ít sò. Cái loại 500W thì em có một loại là TD7 với TD5. TD5 nó là 500W một kênh thì nó chỉ chạy chỉ có 4 sò là gì thôi. 4 sò là gì thôi. Nhưng mà đưa ra công suất nó là 500W. Mạch Class TD này không cần nhiều sò đâu nha các bác nhé. Nhưng hiệu suất nó rất chi là cao và cực kỳ gấu. Đấy, nguồn to. Nguồn này nó đây này, đo xem nào. TD7 thường là nguồn 15 16 phân thôi. Đây, con này 16 phân. Đấy. TD7. Đấy. Mạch thì miếc thì nó nói chung là vẫn còn sáng bóng và quá zin luôn. Hôm nọ cũng có một con thì mình bán rồi, thì hôm nay còn một con nữa, sót dọn kho thì sót một con, đấy, quá đẹp luôn đúng không qua, tụ rất phẳng, view rất đẹp. Đấy. Con này thì thôi em để cho các bác với giá là 3.300.000, 3.300.000 chưa có phí vận chuyển nha. Nói chung là cái giá đó thì quá mềm cho các bác rồi. Đây, mạch về đằng sau thì nó có quạt này. Quạt đây là cổng vào này, đây là cổng link này. Các cái nút gạt chế độ như là Modern System Drive này. Đây là jack new trick, đây là cọc ra, cọc đấu dây thường này. Đấy, có một số... Dương cái điện thoại, có một số cảnh báo rồi này. Đấy, nói chung là cái hàng về thì vẫn sạch sẽ. Đẹp như mới, gần như mới thôi chứ không được như mới. Anh em rồi thì em thử cho các bác nhé. Nói chung là rơi cả điện thoại hôm nay là nói chung là số đen này. 3.300.000 chưa có phí vận chuyển nhé. Đấy, đã đúc. Đấy, hai kênh đóng tạch này. Đây lại quên không bật cái này đi. Đấy. Tiếng rất trong và sáng nữa. 2 cặp 30. Cỡ nhá, đưa vào các bác nghe tiếng quạt này. Đấy, nó chạy rất êm. Đặc điểm chung của cái dòng Class TD này T7 hay TD5 thì quạt nó cực kỳ êm, rất chi là êm nhá, và nó mát, nó rất mát này. Nhưng mà mạch Class TD này thì các bác cứ phệt 2 cặp 30 côn 76 thoải mái xem. Riêng con này nhá, sò Saken thì tiếng nó rất trong và sáng, bánh nó có lực. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nhé.